Ngày 22 tháng 7, Công an huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Đào Duy Tùng, 24 tuổi, ở xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, để điều tra hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Như Thanh, thời gian qua Công an phát hiện Đào Duy Tùng livestream quảng cáo giao bán các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và linh kiện, phụ kiện vũ khí trên mạng xã hội TikTok. Qua khám xét thu giữ 11 dao, kiếm các loại, 7 đèn pin trích điện, 15 gậy 3 khúc, 13 bình xịt hơi cay, 8 kim trích điện, 3 súng bắn điện. Tùng khai nhận cuối tháng 6 Tùng đến một chợ cửa khẩu ở biên giới phía Bắc mua vũ khí, công cụ hỗ trợ, sau đó sử dụng tài khoản TikTok để livestream bán kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của công an, mỗi lần gửi hàng Tùng đều lấy tên người gửi khác nhau. Hình thức thanh toán là nhận hàng mới giao tiền. Tùng đã thực hiện giao dịch khoảng 10 đơn hàng nhưng mới gửi 1 đơn hàng, còn 9 đơn hàng chưa kịp gửi thì bị công an phát hiện, bắt giữ.